Lô Tết Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hiện tại thì đang là buổi chiều tối của ngày 17 tháng 12 năm 2021. Cơ sở BM hoàn thiện xong một chiếc đồng hồ tứ trụ phát cột hạt cao 2m3 để bàn giao cho nhà chú Quang ở Quốc Oai, Hà Nội mọi người nhé. Ở đây là đồng hồ tứ trụ phát cột hạt cao 2m3 được làm bằng chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100%. Chú đã đặt hàng của cơ sở bên em. Thì để ngày mai em sẽ chuyển hàng đến cho nhà chú. Em xin một vài phút video để gửi đến cho nhà chú cũng như là tất cả các cô bác trên cả nước biết đến mẫu đồng hồ tứ trụ phát mà bên em hoàn thiện cho nhà chú. Nếu mà các bác có nhu cầu mua sắm hay là đặt hàng tại cơ sở bên em mọi người nhé. Đồng hồ tứ trụ phát thì bên em làm rất là hàng rất chi là đẹp và dày dặn mọi người nhé. Đây là con tứ trụ phát này. Chú đã lắp cơ sở bên em là lắp phụ kiện bằng đồng các bác nhé. Lắp bằng phụ kiện bằng đồng nguyên một chất. Nguyên chất đó. Hàng thì bên em làm hoàn thiện sơn PU 7 bóng. Phơn bóng là lớp cuối cùng. Hàng rất chi là sờ và mát tay. Khi mà các bác nhận được hàng, các bác có thể kiểm tra hàng ngay ở phía tất cả các cái phần bên em sơn sàng chờ rất chi là mát mọi người nhé. Ở trên đỉnh chúng em là hoàn thiện cao là cao 2m3 ở trên đỉnh. Đỉnh là đỉnh mặt quỷ ở phía trên mọi người nhé. Và phía dưới là cái vòm của đồng hồ sẽ giúp cho chúng ta tạo nên một vẻ đẹp cổ kính cho đồng hồ tứ trụ phát mọi người nhé. Đồng hồ tứ trụ phát thì khi mà các bác đứng trước đồng hồ này, các bác sẽ nhìn thấy cái phần trụ ở phía đằng sau. Trụ đằng sau. Còn nếu mà các đồng hồ thường thôi, đồng hồ thường thì họ sẽ nhìn thẳng và che mất cái trụ đằng sau và họ sẽ bớt tốn đi một ít gỗ ở phía bên ngoài mọi người nhé. Em nằm vát ra bên ngoài nó sẽ giúp cho chúng ta cảm giác là cho chúng ta nhìn vào một chiếc đồng hồ to, cao và bệ vệ hơn rất chi là nhiều. Những cái đồng hồ tứ trụ thường có mặt trên thị trường. Nên là khi mà các bác đi mua sắm thì các bác để ý giúp em, chúng ta chọn là chọn tứ trụ vát mọi người nhé. Tứ trụ thường sẽ rẻ hơn rất chi là nhiều bởi vì họ sẽ làm nhỏ hơn, thon hơn và gọn hơn. Hàng thì em là hàng cột là cột liền mọi người nhé, cột liền nguyên một khối này và hoàn toàn là được đục chạm trổ bằng máy CNC, máy CNT và sửa lại bằng tay. Máy cột liền ở phía trên là rộng 6 cm mọi người nhé, rộng 6 cm và hoàn toàn liền một nguyên một khối như thế này, đục chạm trổ rất chi là đẹp các bác nhé. Và phía bên mặt của đồng hồ tứ trụ thì các bác có thể có cái cánh này các bác mở ra. Có cô tiên thì nó sẽ nắp liền và không mở được ra mọi người nhé. Đây là phần mặt và phần máy Sunny Hàn Quốc mọi người nhé. Bảo hành máy đổi mới trong vòng 3 năm cho các bác. Một đổi một trong 3 năm mọi người nhé. Đấy. Ở phía dưới là chúng ta sẽ có thêm 4 trụ rời nữa. 4 trụ này sẽ cao hơn. Và bề rộng của nó cũng là 6cm mọi người nhé. Cao hơn. Trụ này là trụ rời thì các bác có thể xoay nắp được, tháo nắp được trong quá trình vận chuyển. Và ngay bên dưới là những cái quả lắc phụ kiện bằng đồng nguyên chất bên em nắp cho mọi người. Cánh cửa ở phía bên ria sườn thì chúng ta sẽ có thêm một cái cánh cửa ở đây, cánh cửa mở ra mở vào mọi người nhé, để chúng ta chỉnh pin, chỉnh các cái thứ ở phía bên trong. Đây là phần hàng rào chắn này, hàng rào chắn ở dưới cũng có mà phía trên cũng có mọi người nhé. Sau đó đối xứng của cái phần trụ trên và trụ dưới đi kèm với phần hồi bên em là hồi liền mọi người nhé. Hồi là hồi liền, rất chi là dày. Và phần lắp phần hồi sau lưng. Hồi sau lưng cũng là phần hồi liền mọi người nhé. Hồi liền. Một bản rất chi là to và hoàn toàn làm bằng chất liệu gỗ hương đá tự nhiên. Cánh cửa phía dưới thì chúng em có lắp kính cho mọi người nhé. Mọi người để ý giúp em giúp có kính này. Các bác có thể tháo lắp ra như thế này. Đó. Các bác có thể tháo kính ra để xem bên trong tình hình như bên trong như thế nào. Và chúng ta có thể lắp vào bên trong, lắp vào. Phần bệ dưới thì bên em có lắp cho rất nhiều các tầng chỉ để giúp cho chúng ta có một cái bệ to hơn, cao hơn và nhìn chúng ta bệ vệ hơn rất chi là nhiều mọi người nhé. Và lắp đục là rất nhiều các họa tiết chi tiết ở phía dưới này. Những cái dòng đồng hồ hồi xưa thôi. Những cái mẫu cổ điển hồi xưa thì người ta sẽ lược bớt những cái họa tiết đục chạm trổ ở đây đi. Thì tuy nhiên những cái mẫu hiện đại như thế như hiện tại bây giờ cơ sở bên em đang làm thì sẽ đục chạm cho các bác là rất nhiều các cái họa tiết hoa chi tiết để là giúp cho nổi bật thêm cái phần bệ này. Đây bên em cắt các cái hần hạt này rất chi là đẹp mọi người nhé. Bệ rất chi là nhiều tầng chỉ. Tổng chiều cao của dòng này sẽ là 2m3 và bề rộng của đồng hồ sẽ là 95 phân các bác nhé. Đối với dòng đồng hồ tứ trụ vát mà cột hạt cao 2m3 mà rộng 95 phân này. Nếu các bác mua phụ kiện bằng đồng thì giá sẽ là 12.800.000. Còn nếu mà mọi người lắp bằng phụ kiện bằng nhôm thì
thì rẻ hơn, giá là 11 triệu 500 mọi người nhé. Đây là hai cái mặt đồng hồ mà các bác có thể lựa chọn được. Bác có nhu cầu mua sắm có thể đặt hàng trực tiếp tại cơ sở với em tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cũng rất cảm ơn gia đình nhà anh Quang đã đặt hàng cơ sở với em. Và xin các bác có nhu cầu mua sắm có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hiện trên màn hình mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.